Những phép tính tưởng chừng như khô khan khi đặt cạnh nhau bỗng trở nên một bức tranh thật là đẹp. Nhưng chưa hết, hãy xem kết quả của chúng nhé. Thật là tuyệt vời, một kim tự tháp vô cùng cân đối, tuy nhiên nó vẫn chưa đầy đủ. Bạn hãy bổ sung cho nó trở thành hoàn mỹ. Comment kết quả ở phía dưới nhé. Đừng quên subscribe kênh Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.